Virus SARS-CoV-2 tuy nhỏ bé, nhưng sức mạnh của nó lại vô cùng khủng khiếp, gây ra đại dịch COVID-19. Sự lây lan và tác động của đại dịch đối với mọi người ở mọi nơi trên thế giới đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng toàn cầu với quy mô chưa từng có. Thế nhưng không vì thế mà chúng ta nao núng. Hơn lúc nào hết, chúng ta cần phải hết sức bình tĩnh ứng phó, đồng hành chung tay cùng vượt qua đại dịch. Alo. Thật sao? Chúng ta cần tổ chức cuộc họp khẩn cấp. Thưa anh, nhà máy của chúng ta vừa phát hiện một ca F0 dương tính với COVID-19 là công nhân phân xưởng dệt. Mong anh cho ý kiến chỉ đạo, liệu ta có nên dừng sản xuất để xử lý không ạ? Thật nguy hiểm, chúng ta phải làm gì bây giờ? Mọi người cần hết sức bình tĩnh, đừng lo lắng quá, mọi việc đều sẽ có giải pháp. Chúng ta cần phải chuẩn bị thật tốt trong trường hợp toàn nhà máy bị cách ly để đảm bảo an toàn sản xuất và sức khỏe cho toàn bộ người lao động tại nhà máy. Chúng ta cần đồng lòng, phân công thực hiện ngay những công việc sau đây. Thông báo cho người lao động biết về tình hình hiện tại của doanh nghiệp và các biện pháp mà nhà máy đang và sẽ áp dụng để thực hiện phương án vừa cách ly vừa sản xuất. Động viên người lao động an tâm phối hợp với nhà máy để đảm bảo an toàn cho chính họ và duy trì sản xuất. Dự trữ lương thực thực phẩm ít nhất là một bữa chính và một bữa sáng. Lương thực phải là thực phẩm tươi sống được cấp đông tại các tủ đông của các bếp để đảm bảo dinh dưỡng cho người lao động. Nghiên cứu sớm các phương án làm các nhà tắm cơ động để nếu có tình huống xấu thì tổ chức triển khai ngay trong ngày, dự trữ một ít xà phòng, giấy vệ sinh. Mua sắm thêm dụng cụ làm vệ sinh để nhiều người có thể tham gia vào việc dọn vệ sinh, chỗ nghỉ ngơi của công nhân. Tận dụng tất cả mặt bằng của đơn vị làm khu vực nghỉ ngơi cho người lao động và lên phương án sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho từng phân xưởng bộ phận. Trang bị cho mỗi phân xưởng một vài chùm dây sạc điện thoại có đủ các loại đầu sạc để công nhân có thể liên hệ với bên ngoài theo dõi tình hình các F liên quan nếu có. Phân công người nhận nhu yếu phẩm của người nhà chuyển vào, tổ chức phun khử khuẩn các gói hàng khi nhận. Kiểm tra hệ thống điện nước, đảm bảo an toàn và đủ nước cung cấp cho sinh hoạt và phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt nhắc nhở cán bộ công nhân viên tuân thủ công tác phòng cháy khi tạm thời bị cách ly. Cử người tham gia làm việc tại các bếp ăn để đảm bảo sức khỏe cho nhân viên nhà ăn, tránh bị làm việc quá sức. Yêu cầu tất cả các nhà cung cấp thực phẩm, nếu bản thân họ bị cách ly, phải thông báo ngay để các bếp ăn có phương án thay thế. Lập danh sách cán bộ công nhân viên có thể bám trụ làm việc tại công ty trong điều kiện cách ly nếu được phép. Tổ chức phun khử khuẩn tất cả các xe cũng như người trên xe khi đến vận chuyển hàng hóa. Bộ phận y tế của các đơn vị kiểm tra và trang bị đủ các loại thuốc thông thường để phục vụ người lao động. Trong thời gian cách ly, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch. Đề nghị người lao động chủ động theo dõi người nhiễm hoặc nghi nhiễm mà mình đã tiếp xúc, chủ động khai báo để có giải pháp. Thường xuyên đối thoại với đại diện người lao động để giải đáp các thắc mắc của người lao động và giúp người lao động ổn định tâm lý làm việc. Các bộ phận phụ trách về người lao động sẽ là đầu mối quan hệ với cơ quan chức năng khi có sự cố xảy ra và báo cáo lại với thủ trưởng đơn vị. Thủ trưởng các đơn vị xây dựng phương án, người thay thế tại các khu vực, tổ đội nếu trưởng đơn vị không may bị cách ly tập trung. Nhà máy tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho người lao động, phối hợp, hỗ trợ cơ quan y tế chuyên môn trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm. Nếu thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, chúng ta sẽ sớm khoanh vùng, dập được dịch và đảm bảo an toàn sản xuất.